Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ 17. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong tỉnh được thực hiện hiệu quả, các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 8,6%, thu ngân sách nhà nước tăng đột biến, 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt trên 25.800 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch năm, tăng 161,8% so với cùng kỳ năm 2021. Môi trường kinh doanh, quản trị công, cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân có sự cải thiện vượt bậc. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế của tỉnh phục hồi chưa mạnh mẽ, đồng đều giữa các lĩnh vực, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn, tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư công còn chậm, nhất là nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý, vốn kéo dài sang năm 2022 do còn vướng mắc cho công tác giải phóng mặt bằng, thương mại dịch vụ phục hồi chậm. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận những nội dung đề ra nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, góp phần thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng vững chắc đưa tỉnh Hưng Yên phát triển ngày càng vững chắc trong bối cảnh tình hình mới, hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Quốc Toàn, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận làm rõ thêm về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phân tích những tồn tại, hạn chế, kiến nghị và đề xuất giải pháp một số nội dung nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, những vấn đề trong việc thẩm tra kết luận tiêu chuẩn chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở nông thôn, phát triển tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Điều hành về nội dung phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ thêm về kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phân tích những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn và đề xuất kiến nghị các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022, nhất là về công tác giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, chương trình phát triển đô thị, công tác bảo đảm an sinh xã hội. Nhận diện ra vấn đề một loạt các cái dự án quy hoạch đô thị là chúng ta chưa khai thác được hiệu quả sử dụng đất, khi mà chủ yếu là nhà liền kề và nhà thấp tầng. Ban chỉ đạo thường vụ cũng đã có chỉ đạo đấy là với các dự án đô thị từ 30 hectare trở lên thì bố trí tối thiểu là 10% diện tích để xây dựng nhà ở chung cư cao tầng, vừa tạo lên cái bộ mặt đô thị nó mang tính hiện đại và tăng cái hiệu quả sử dụng đất. Thay vì chúng ta bây giờ tiếp nhận rồi là quy hoạch chủ yếu là nhà ở thấp tầng và biệt thự, thì chúng ta đang huy động nguồn lực cho công tác quy hoạch, nhận tài trợ kinh phí quy hoạch. Thế nhưng mà trách nhiệm của những cái đơn vị được giao tiếp nhận các nguồn tài trợ này, rõ ràng bây giờ là chúng ta đang có vấn đề khi chúng ta bỏ hoàn toàn buông cho đơn vị tài trợ quy hoạch. Người ta tham gia vào ý tưởng thì rõ ràng là cái chất lượng quy hoạch và cái tầm nhìn quy hoạch nó thể không gắn với cả cái trách nhiệm của các cái đơn vị cơ quan quản lý. Một vấn đề nữa về bộ mặt đô thị không cho phân lô bán nền, mặc dù chúng ta chưa ban hành vào các cái quy định cụ thể nhưng mà cũng đã có những cái chỉ đạo rất quyết liệt, hạn chế và đến mức không cho xin chuyển đổi sang phân lô bán nền tất cả các cái dự án đô thị. Thế thì đợt tới này là chính phủ sẽ sửa đổi cái nghị định 11, thì là cái đấy là phân quyền về cho cấp tỉnh sẽ xác định và các cái khu vực đất phân lô bán nền, từ đấy mới có cái bộ mặt đô thị nó khang trang và tránh được cái tình trạng đầu cơ thổi giá. Với dự án của khu công nghiệp Thăng Long có diện tích 180,5 hectare đất nông nghiệp
phải thu hồi. Hiện nay thì khó khăn vướng mắc đối với dự án này là cái công tác giải phóng mặt bằng đối với cái dự án của công ty Phú Hải. Theo chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như ủy ban dân tỉnh thì 30 tháng 6 này thì các sở ngành của tỉnh sẽ phải có cái phương án đối với công ty này. Tuy nhiên thì đến nay thì chúng tôi cũng vẫn chưa nhận được các cái thông tin liên quan đến cái việc giải phóng với cái dự án này. Thứ hai đó là cái việc mà di rời cái bãi rác của Phùng Chí Kiên. Bãi rác này có diện tích khoảng 10.000 mét vuông và việc di rời và xử lý cái bãi rác này gặp khó khăn đường cáp ngầm, điện cao thế để cấp điện cho cái khu công nghiệp dệt may. Thì hiện nay đi qua cái diện tích mà thu hồi của khu công nghiệp Thăng Long. Đấy là ba cái khó khăn mà chúng tôi đang phải giải quyết và cũng rất mong tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ này. Chính sách bảo hiểm y tế. Đây là chính sách quan trọng bậc nhất mà luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta rất quan tâm. Nhiều năm qua đấy thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh cũng đã quyết định mở rộng, thế rồi trích từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho cái người tham gia bảo hiểm y tế. Thì hiện nay thì còn một cái đối tượng nữa, đó là cái người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Tôi đề nghị tỉnh là tiếp tục quan tâm hỗ trợ bằng 100% phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trên trung bình trên địa bàn tỉnh ta. Phát biểu làm rõ kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 và giải đáp những ý kiến kiến nghị của các đại biểu sở ngành địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh: cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm của chúng ta là 8,6%. So với cùng kỳ năm 2021 thì tăng rất là cao. Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp là chúng ta tăng được 10,71%. So với cùng kỳ là chúng ta có 5%. Rồi giá trị thương mại dịch vụ thì tăng 9,13%. So với cùng kỳ là 2,69%. Kể cả lĩnh vực nông nghiệp, 6 tháng đầu năm chúng ta là 2,2. Thì giá trị sản xuất nông nghiệp của chúng ta là 2,29. Giá trị canh tác trên 1 hectare của tỉnh Hưng Yên của chúng ta là tương đối cao đấy. Một trong những tỉnh cao đầu dẫn đầu toàn quốc. Đặc biệt là thu ngân sách 6 tháng đầu năm chúng ta là vượt 139% kế hoạch cả năm rồi. So với cùng kỳ là nó vượt gần 300%. Về thu hút đầu tư, tổng số chúng ta thu hút được 38 dự án, được tổng cộng là 216 triệu đô và 18.000 tỷ. Và giải ngân vốn đầu tư công thì ta đạt là 59% so với chính phủ giao. Nhưng mà so với tỉnh giao thì ta chỉ đạt 26,4% thôi. Ở đây thấp thì cũng rất là nhiều nguyên nhân, chủ yếu và rơi vào Sở Giao thông và ban quản lý dự án của tỉnh. Chúng ta phải rất là lưu ý đấy, và cấp huyện cũng đang rất là thấp. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì chúng ta tăng 14 bậc từ 53 xuống 39. Có nghĩa là về cải cách hành chính về môi trường đầu tư kinh doanh ta rất thuận lợi. Và tất cả các cấp từ cấp huyện, cấp tỉnh, thậm chí đến cả xã thôn cũng rất đổi mới tư duy, và các doanh nghiệp về thì giải phóng mặt bằng rất thuận lợi, rất là nhanh, do là cả hệ thống chính trị ta vào cuộc. Và hai là các cái thủ tục hành chính đến các huyện, đến các sở ngành rồi đến cả tỉnh chẳng nữa thì cũng rất nhanh so với trước là rất nhiều. Về phương hướng nhiệm vụ, ở đây chúng ta có trong báo cáo kinh tế xã hội thì có 15 cái giải pháp, nhưng rất nhiều giải pháp, nhưng mà tôi đề nghị sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là lĩnh vực về xây dựng nông thôn mới. Chúng ta có nghị quyết rồi, đến năm 2025 chúng ta có 100% các xã về đích nông thôn mới nâng cao và phấn đấu là 50% kiểu mẫu. Ở đây các huyện phải có lộ trình, ít nhất là năm 2022 này ta phải đạt 40%. Thế còn đi đối với việc phát triển kinh tế xã hội thì liên quan đến công tác an sinh xã hội, đấy là một nguyên tắc bất di bất dịch. Thì ở đây tỉnh thì cũng đã có cái chủ trương là cuối năm sẽ tiếp tục thông qua. Và chúng ta làm sao có cái giải pháp là nuôi toàn bộ các cái hộ nghèo không có nơi nương tựa, rồi không có khả năng thoát nghèo thì ta hỗ trợ chuyển sang bảo trợ. Thế bảo hiểm y tế thì chúng ta đã có bảo hiểm hỗ trợ cận nghèo và hộ nghèo. Thế còn lại hộ trung bình thì đã ủy ban vừa rồi cũng đã họp và sẽ tiếp tục hỗ trợ cái phần một phần của người thu nhập trung bình trong đối với lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp.
Sau khi xem xét và thảo luận dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết và kết luận về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh. Thưa các đồng chí, với tinh thần đoàn kết dân chủ và trách nhiệm, hội nghị của chúng ta cũng đã thống nhất thông qua các nội dung trình và đều là những vấn đề hết sức là quan trọng để thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022 cũng như là từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Qua thảo luận chúng ta cũng nhận thức được hết sức là rõ ràng những cái khó khăn thách thức của 6 tháng cuối năm còn rất lớn và nhiều những cái yếu tố khó lường phức tạp. Tôi đề nghị toàn Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, rồi các đồng chí ủy viên ban thường vụ, các đồng chí bí thư, các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm hành động để đem lại kết quả thiết thực và rõ ràng trong thời gian tới. Tôi cũng đề nghị các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, trước hết là các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trên cương vị công tác của mình hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương đi đầu cùng với cấp ủy chính quyền để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thật tốt 2 nghị quyết và 2 kết luận mà chúng ta thông qua tại hội nghị này.